Mùa ạ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì em lại có mặt tại Nam Việt Auto. Địa chỉ đơn vị là số 18 Thành Thái, Dịch Vọng, cầu Giấy, Hà Nội. Anh chị, bạn có nhu cầu có thể qua trực tiếp xem xe một chiếc xe rất đẹp đang có mặt tại cửa hàng. Đó là một chiếc xe Hyundai Kona phiên bản máy 2.0 sản xuất là 2019. Xe làm bánh với quãng đường là 30.000 km. Đăng ký tên cá nhân một chủ sử dụng từ mới, chạy zin uh, số km zin anh chị nhé Full đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng nên anh chị bạn có thể vào hãng để kiểm tra Xe có ngoại thất là màu đỏ, nội thất ghế da màu đen cực kỳ đẹp Đơn vị luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn Các hạng mục xe không đâm va, không ngập nước, bao check test toàn quốc Anh chị bạn có thể mang ra hãng hoặc một bên thứ ba để kiểm tra thì sau khi anh chị và các bạn mua xe thì đơn vị vẫn có bảo hành về khung gầm máy móc động cơ hộp số trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị và các bạn có thể yên tâm chọn lựa xe tại Lam Việt Auto. Và bây giờ em sẽ đi quay qua một vòng chi tiết về chiếc xe Hyundai Kona phiên bản máy 2.0, số tự động sản xuất 2019 này. Với biển số của chiếc xe trang đăng ký là biển Hà Nội, biển cũng rất là đẹp ạ. Sơn si của chiếc xe vẫn còn tỷ lệ sơn zin còn gần như tuyệt đối. Những cái chi tiết mâm nốt của chiếc xe bác chủ của bác đi rất là giữ gìn nên nó vẫn còn độ hoàn hảo mâm với hệ thống mâm đa lan hợp kim cùng với lốp láp của chiếc xe thì vẫn còn rất là dày anh chị ạ Để những cái chi tiết về thân xe rồi là phần đầu xe với hệ thống đèn chiếu sáng được thiết kế lùi xuống bên dưới phía trên là đèn bí mắt dạng led daylight đấy. cùng với lưới tản nhiệt hình lục giác nổi bật của dòng Hyundai rồi những cái chi tiết của chiếc xe thì nó rất là hoàn hảo em quay rất là kỹ để các bác có thể đánh giá chất lượng một chiếc xe cũ đã qua sử dụng đang có mặt tại làm việc xe vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70 giá trị xe anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu mua trả góp hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ hỗ trợ thông tin đầy đủ để anh chị bạn có thể sở hữu chiếc xe này một cách nhanh nhất đây là những chi tiết về phần cánh cửa với các phím điều chỉnh như là lên xuống kính chỉnh gương khóa cửa trung tâm Cùng với đó thì nó có trang bị hệ thống ghế da cùng với những cái tính năng tiện ích an toàn ở trên xe rất nhiều để anh chị bạn có thể trải nghiệm. Đây là những cái hệ thống chỉnh đèn ánh sáng đèn cũng như chống chân trượt, vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng như đàm thoại dành tay, tăng chỉnh ấm lượng. Rồi là có set cruise control. Phía sau thì có trang bị gạt mưa auto và bật đèn auto cùng đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua, màn hình giải trí được thiết kế là lồi lên rồi. Đấy, những cái chi tiết về sạc cũng như là hệ thống USB hỗ trợ khởi hành ngang dốc cùng những cái tính năng rất là nhiều. Với xe Hàn thì là vô hoàn tính năng công nghệ tràn ngập. Không gian hàng ghế thứ hai thì rộng rãi cho ba người ngồi với những chi tiết chất lượng ghế da vẫn còn rất là hoàn hảo mà ghế vẫn còn rất là căng mọng tổng quan chi tiết hàng ghế thứ hai em quay để chị bạn có thể tham quan với rất nhiều tiện nghi như bệ tì tay rồi cửa gió điều hòa trung tâm chính giữa và có thể tham quan về cái khoang cabin cá của chiếc xe với những các phím bấm của chiếc xe thì vẫn còn rất là rõ nét và mới ở hàng ghế thứ hai thì nó không có cửa gió đi hòa nha em em đã nhỡ nhầm đây là những cái chi tiết về phần uh, cốp xe của chiếc xe anh chị có thể tham quan qua với không gian cốp thì đã được bác chủ bác lên một cái thảm cao su để chống xước đồ nghề cũng như là lốp sơ cua của chiếc xe vẫn còn rất là mới thùng cốp của chiếc xe không có hề có hiện tượng bị đâm vai thay thế, thế gì cả có cả vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý sẽ mở hết các cánh cửa để các bác có thể tham quan, chất lượng, chiếc xe cũ đã qua sử dụng hiện đang có mặt tại cửa hàng. Mọi chiếc xe bán ra đều có cam kết rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ, chứ không nói mồm nên anh chị và các bạn có thể yên tâm nhé. À, hiện tại bây giờ cái các đối tượng lừa đảo rất là nhiều, anh chị và các bạn mua xe cần chú ý với rất nhiều chiếc xe đơn, được các đối tượng lừa đảo lấy hình ảnh của các đơn vị và đăng với một cái mức giá không tưởng nhưng mà khi các bác mà bên đấy các bên đối tượng lừa đảo đó người ta yêu cầu các bác chuyển cọc thì các bác hãy xem chừng khi mình chuyển cọc là mình sẽ bị mất tiền đấy ạ nên các anh chị và các bạn nên chọn những cái đơn vị uy tín địa chỉ rõ ràng để mình có thể là chọn mua xe vì địa chỉ có tại nơi nào đấy rồi thì anh chị và các bạn qua thì mình sẽ yên tâm hơn không thể chạy đi đâu được mà hơn nữa thì đơn vị lại có cam kết rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ có sai đâu thì anh chị và các bạn mang ra pháp luật giải quyết rất là dễ dàng và nhanh gọn không cần phải nói nhiều đây là không gian về khoang máy của chiếc xe anh chị nhé chất lượng về ốc ác keo chỉ đinh tán của chiếc xe thì nó vẫn rất là đẹp với những chiếc xe em bán thì em luôn công khai cho anh chị và các bạn thông tin pháp lý cũng như là uh, chi tiết về chiếc xe anh chị và các bạn quan tâm ưng hãy qua cửa hàng để mình có thể là dinh em nó về cũng rất mong nhận được sự ủng hộ và sự quan tâm của anh chị và các bạn và với chiếc xe Hyundai Kona phiên bản máy 2.0 sản xuất 2019 lắp ra trong nước hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá 565 triệu còn thương lượng và có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe anh chị và các bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ em em xin cảm ơn và hẹn gặp lại